đầu DVD. Đó, các bạn cùng xem. Nó hơi tối cho nên các bạn thông cảm. Thì đối với một mẫu xe Innova 2018 này. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe cũ của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Thì vẫn như thường lệ thôi. Thì mỗi khi có một mẫu xe vừa về công ty thì mình cũng xin dành một vài phút ngắn để mà quay sơ về cái xe. Để các bạn nào chúng ta đang tìm những cho mình những mẫu xe như thế này thì có những cái lựa chọn nhanh nhất để mà ra quyết định nhanh nhất và tránh mất cơ hội. Thì trước mặt các bạn đây chính là một mẫu Innova số sàn đời 2018 nha các bạn. Xe này hiện tại thì đang mang biển tỉnh. Mình xin lỗi, xe này thì đang mang biển thành phố nha các bạn. Sở hữu màu đồng anh kim. Thì xe được về công ty ngày hôm qua. Hiện tại đang nằm trong kho xe cũ của công ty. Thì dự kiến xe này thì sẽ chào bán sau khoảng 4 ngày. Thì bên mình sẽ tiến hành kiểm tra 176 hạng mục và làm đẹp theo công nghệ Marukuri của Nhật Bản. Và sau đó thì sẽ chào bán. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng xem sơ qua về cái ngoại thất của xe. Về hiện trạng của xe này thì có những vết trầy nhỏ ở những cái cản trước nha các bạn. Ngoài ra thì ngoại thất thì màu sơn chưa đổi này. Đó, những thứ còn nguyên bản trên xe. Đối với tất cả những cái xe cũ mà bên công ty mình bán ra thì đều cam kết cho khách hàng là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ nha các bạn. Đó là cam kết. Và tất cả những cái xe bán ra thì đã đều được cấp giấy chứng nhận chất lượng của Toyota. Đó là những cam kết cũng như là sự thể hiện uy tín của công ty bên mình. Tình trạng về mâm lốp thì theo mình nhận định thì đối với cái xe này thì lốp này còn chạy được khoảng độ trên 20.000 nữa thì mình mới có thay. Với cái chất lượng lốp hiện tại thì mình chạy khoảng độ 20.000 nữa, trên 20.000 nữa nha các bạn. Chúng ta cùng đi vòng phía sau xe. Thì đối với những dòng Innova số sàn này mang sở hữu một màu đồng ánh kim như thế này thì rất thích hợp cho các bạn nào chúng ta ở các tỉnh miền Tây. Về cái độ bền của dòng Innova thì chắc chắn các bạn cũng đã biết thì qua bao nhiêu năm thống trị về thị trường xe rồi. Thì đây là một dòng xe mang lại giá trị kinh tế cao nhất cũng như tiện lợi nhất, các bạn vừa có thể sử dụng gia đình, vừa có thể sử dụng mục đích kinh doanh. Thường thì các bạn nào chúng ta miền Tây thì thường sử dụng những mẫu Innova này thì chủ yếu là đi gia đình thôi. Ngoài ra thì có thể kết hợp việc mình chạy dịch vụ hoặc là đi cưới hỏi hoặc là chở khách đi du lịch. Thì đối với một cái mẫu xe 8 chỗ thì đó một lựa chọn thật sự là xứng đáng. Thì hiện tại thì giá xe mới bây giờ thì đối với mẫu Innova 2020 mới bây giờ thì giá niêm yết chỉ 750 triệu thôi. Và nếu mà lăn bánh ở các tỉnh á, thì nó tầm khoảng độ 780. Và nếu lăn bánh ở Sài Gòn thì tầm khoảng độ 800. Đó là một giá mà các đại lý hiện tại đang công bố. Còn đối với một mẫu Innova này, mẫu Innova 2018 này mang biển số thành phố và được trang bị đầy đủ phụ kiện bao gồm ghế da, dán phim, che mưa, chén cửa, đầu DVD. Các bạn cùng xem. Nó hơi tối cho nên các bạn thông cảm. Thì đối với một mẫu xe Innova 2018 này
sở hữu một biển số thành phố đầy đủ phụ kiện, thì hiện tại đang được công ty mình dự kiến chào bán với mức giá là 625 triệu nha các bạn. Thì mình xin nhắc lại, thì công ty dự kiến chào bán cái xe này với mức giá là 625 triệu. Thì nếu như các bạn nào chúng ta ở tỉnh mua một mẫu xe này thì dự kiến tổng chi phí lăn bánh xe này luôn á tầm khoảng độ 650. Còn ngoài ra thì khi các bạn xem xe thì bên mình sẽ thương lượng và có thể là giảm để mà quách lọc cho các bạn nào chúng ta ở xa và có thiện chí về mẫu xe này, với một mức giá lăn bánh của xe này 650 thì so với xe mới là 800 thì chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng độ 150 so với việc mua một mẫu xe mới nha các bạn. 150 triệu hai đời xe thì tương đương mỗi một đời xe thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 75 triệu. Thì mình dự kiến chi phí như vậy để các bạn chúng ta tham khảo thêm. Và nếu như các bạn nào đang quan tâm mẫu xe này và muốn biết rõ hơn về hỗ trợ góp ngân hàng hoặc là tính chi phí lăn bánh ở các bạn nào chúng ta ở tỉnh thì hãy gọi cho mình, mình sẽ tư vấn các bạn rõ hơn, đồng thời dẫn các bạn đi xem xe cũng như lái thử để cảm nhận được cái chất xe này như thế nào và có phù hợp với cái điều kiện mà phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta hay không trước khi chúng ta quyết định là mua một chiếc xe. Vâng, một vài phút mình chia sẻ với các bạn một mẫu Innova số sàn đời 2018 mang biển số thành phố. Thì nếu các bạn nào quan tâm mẫu xe này thì hãy gọi cho mình, mình sẽ tư vấn các bạn rõ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc xe lần sau.